tổ ấm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười của ông vua phòng vé Thái Hòa sau khi chia tay Cát Phượng. Không chỉ thành công trong phim ảnh, Thái Hòa còn có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ kém 11 tuổi và cậu con trai Khấu Khỉnh. Sau chia tay Cát Phượng tháng 2 năm 2012, diễn viên Thái Hòa bất ngờ lên xe hoa với cô gái xinh đẹp tên là Hòa Huỳnh Hồng Thu. Thời điểm đó, thông tin đám cưới của ông Hoàng phòng vé nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới nghệ sĩ. Vốn là người kín tiếng, Thái Hòa hiếm khi chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại. Thế nhưng qua những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, mọi người phần nào biết rằng Thái Hòa đang có tổ ấm vô cùng hạnh phúc cùng vợ và con trai. Năm 2012, Thái Hòa làm đám cưới lần hai, bà xã của anh tên Hồng Thu, kém anh 11 tuổi và không hoạt động nghệ thuật. Dù bà xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, song thỉnh thoảng Thái Hòa không ngại đưa vợ đi tham gia các sự kiện giải trí. Bé Nemo là con trai đầu của nam diễn viên Phan Cuồng với người vợ thứ hai Hồng Thu. Sau 5 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của ông Hoàng phòng vé êm ả và đầy niềm vui. Con trai thứ hai của Thái Hòa ít được anh giới thiệu với truyền thông vì muốn giữ cuộc sống bình thường cho bé. Trong khi đó, con trai đầu hiện ở với mẹ là diễn viên Cát Phượng. Ông vua phòng vé Thái Hòa ít khi chia sẻ hình ảnh bên vợ và con trai Nemo. Đây là hình ảnh hiếm hoi nhất mà nam diễn viên chia sẻ. Nói về người vợ kém 11 tuổi, Thái Hòa cũng cho biết Hồng Thu là người trẻ trung hay cười, biết nấu ăn ngon và quán xuyến được việc gia đình. Về phía Hồng Thu, từ khi lập gia đình, cô không làm việc trong lĩnh vực được đào tạo mà ở nhà chăm sóc con, buôn bán qua mạng kiếm thêm thu nhập. Khoảnh khắc vợ chồng Thái Hòa trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong một chuyến đi chơi. Hơn 6 năm chung sống gắn bó với Thái Hòa, Hồng Thu vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp trẻ trung như thời mới lộ diện. Song cô cũng là người khá kín tiếng, phải ít khi chịu chia sẻ về cuộc sống cá nhân với công chúng.